Đây là mấy con chuyền râu nha anh em. Chuyền râu này thì em để sau hè nè. Em hết chỗ mình trong nhà không có để sau hè nè. Nhưng mà râu là thái độ cực kỳ nè, râu là bậy nè. Hàng này cũng hàng VIP luôn nha anh em. Nè, bằng chứng là anh em coi thái độ nó nè. Con chim rẻ không phải là chim dở nha anh em. Đó, mà không phải là chim hay, là không phải là chim mắc, là chim gì hay luôn. Cơ bản là anh em phải nhìn thực lực anh em, anh em nhìn thái độ của từng kim nữa ha. Cơ bản là anh em thấy nó chơi được á thì anh em mới lọt tầm mắt anh em đúng không? Còn bây giờ cho dù mình rẻ cái nào rẻ mà không chơi cũng như không nha anh em. Nó phải rẻ đam mê anh em. Nói chung không có chuyện gì mà ngon ổ rẻ anh em ơi. Thì nào của đó nữa ha. Anh em phải xác định kỹ gì đó. Cái con chuyền này thì khá là tôi chắc anh em. Còn giữa anh em cái nào nè. Đây là tôi chắc ghèo nè. Em để sau hè này em che mặt lại nè, em miếng tôi đây nè, tôi che mặt lại mới dở ra nè, thấy mặt này nó làm thấy ghê này, thấy không? Nói chung là chim mình nuôi thì mình anh em nên hạn chế cho thấy mặt anh em ha, đó, hạn chế thấy mặt đi rồi anh em vài bữa gì anh em mở ra cho nó kích nhau như vậy nè, cho nó chơi vậy, cho nó nhanh lên chim như nè. Chỗ em lấy con giữa thì em vô nhà em kèm mấy chim kia những con chơi em xem nha. Con giữa em thấy thay đổi căng lắm rồi nè. Đây nè, mấy con này là trong cái lô chuyền beo 4 xị con nha em ha. Rồi bây giờ là đang chiều anh em ha. Em xin chào buổi chiều với anh em nha. Chúc anh em buổi chiều tốt lành anh em nha. Thì bữa nay thì em chịu chim mà không có anh em ha. Anh đi cũng hết buổi sáng mà không có chim nè. Nên clip bữa nay em bị vô nghĩa anh em ha. Không có giá trị anh em ha, nên anh em về quay mấy chim nhà gửi đến cho anh em xem nha anh em. Ok anh em ha, mời ra đây mời anh em thay chân em, anh em mình coi một số bé chim trong nhà anh em ha. Có con nào mà nó lọt mắt anh em thì anh em có thể alo cho em nha anh em. Em thấy cũng có một số đang có thái độ đang dữ dữ đấy anh em ơi. Nè, đây nè, cái con chuyền hồi nãy đây nè. Con chuyền đây sau hè mới em tới anh em ha. Thái độ cực kỳ đấy anh em ha. Đây đây anh em ơi, mày đang căng thẳng anh em ơi. Đó, con kia chụp nha anh em, con kia chụp cắn nha anh em. Nhìn chung những bé này thì những bé là được cứ lô trước anh em, lô trước lại anh em nha, nên nó hót là chim nó lên anh em. À, còn cái lô trên là cái lô chim mới em ha, còn lô này lô trước nha em, nên giá nó sẽ nhỉnh hơn một tỷ con em ha. Lô này thì 500k một bé anh em. Con bé giữa này là bé chuyền beo em ha, chuyền beo nết thấy ghét mình thấy ghét không. Còn này nè lăng xăng anh em, lăng xăng ở miệng rít anh em. Cái lô này là 500k nữa ha, một bé 500k chuyền đây bay đây nè. Còn con kia đang đứng rít đây nè. Đó, anh em nào chiều tối thì em làm một cái video nhỏ nhỏ em ha, chia sẻ cho anh em ha. Bữa nay thì em bận chim không có nên em về em làm clip về chia sẻ chim nha. Anh em có nhu cầu thì anh em alo cho em. Nói chung là chim thì em quay sơ sơ thì anh em ơi, chứ em không có rõ từng con đâu. Quay một lượt đi vòng vòng cũng thấy anh em tâm sự chứ anh em ha. Rồi anh em thấy con nào mà ưng bụng thì thế anh em chụp màn hình lại anh em. Anh em gửi cho em xem anh em ha. Rồi có còn thì em chốt với anh em anh em ha. Bán bây giờ thì nó trung bình anh em ơi. Tầm những bé này dưới trên dưới này nè, 5 xị anh em ha. Còn trên này là 4 xị, dàn này 4 xị nè. Đó, dàn chim mới bữa nay em rao 3 bữa nay đó là 4 xị anh em. Còn dàn dưới này là 5 xị anh em. Dàn dưới này là 5 xị. Anh em nào coi ưng bộ nào thì anh em chụp hình lại cho em ha, chụp màn hình lại gửi cho em coi xem. Ok, nếu còn thì anh em mình chốt nha nè. Anh em kẹt này vô coi, con này cũng đang căng căng này. Chim thì ở em đang cho ăn cám lê thịnh anh em ha, ăn cám lê thịnh em cộng tỷ lệ là 2:1, 2 dưỡng 1 clip anh em ha. Đó, anh em về anh em nên là khuyến khích anh em nên cho ăn giống như em nha. Không phải gì nhưng mà cơ bản anh em phải cho giống như em vậy để cho hạn chế tối thiểu luôn lần chim nó tụt lưỡi anh em. Rồi sau đó thì anh em muốn vô chế độ của anh em sao cũng được anh em ha. Còn hiện tại là anh em nên giữ chế độ của em để cho nó ổn định chim anh em. Nó lạ nhà lạ người thì anh em phải chơi ổn định chế độ của em đi. Rồi lúc đó anh em muốn chỉnh sửa theo chế độ của anh em tính sao anh em ha.
con này bộ hình khá đẹp nè ha, bộ hình khá đẹp luôn, miệng đây nè, con này lông mới nè ha, bộ nó không có mất cộng lông luôn nè, được không? Đang tiền bèo nè mấy, rau đây. Mấy màu nằm kia nè, mấy màu nằm kia như cái mái luôn nè. Mấy màu mà nhà mà có hai con mấy màu là khi cũng biết đầu cũng đỡ nè mấy, cũng biết đầu với nó chứ phải đùa đâu đó. Như này nè. Nè. Anh em mình tiếp tục quay lại cho mấy anh em nào nha. Đó. Anh em nào có đi qua thì anh em xem cho kỹ anh em ha. Anh em cần thì kiếm anh em alo cho em nha. Chứ alo em ghim cho mấy góc cái màn hình nha anh em. Chim thì em tiếp nói chung một tỉnh nào cũng được anh em ơi. Anh em cứ thoải mái nha. Tỉnh nào cũng tiếp được hết anh em. Con này rất là đẹp anh em. Chim nó không mãi thay lâm luôn đâu, không cần thay lâm luôn, chim nó qua thay lâm một mùa anh em, nên nó rất là bóng anh em ha, không có lỗi làm luôn nè, mỏ đâu không tài anh em ha, chim rất là đẹp anh em. Quay sát cho anh em coi nè. Em đưa điện thoại xác luôn anh em mà nó không có sợ em. Mấy màu nè. Mấy màu thì mình càng nuôi nó càng lên em, không đầy cũng mấy ngày đó mà nó lên tí ghê rồi nè. Con năm màu thì cái miệng này khắp này mình. Đồng lá nó bóng đường bóng nước rồi nè. Hôm nay cũng vậy nè ha. Hai con này là giống nhau nè, đồng lá bóng một nè. Một bé 500k nữa ha. Nói chung là có nhiều anh em á, có nhiều anh em lại là nó mắc, có nhiều anh em nó rẻ. Thì nói chung là mình thì mình chia sẻ thì mình chỉ em nghĩ là nó đúng giá thì em chia sẻ nè. Còn mắc hay rẻ là thì anh em quyết định, tự anh em nhìn nhận anh em ha. Tự anh em nhìn nhận thôi. Chứ em không biết nói sao đâu. Có nhiều khi anh em nói là chỗ anh em về chim lên nó không may là không may bẫy trên. Thực sự là chắc có thể là cái chỗ dùng của anh em chim nó không có tố chất anh em. Nên anh em không bẫy nè. Chứ trên em bây giờ đi đánh một đi suốt một tuần lễ là không có con nào là có thiệt nè. Nên bữa nào mà em không quay clip bị chim là bữa đó anh em biết đi bớm nè. Chứ thực sự là sáng nào em cũng đi chim như nè. Sáng nào em cũng đi bẫy anh em, nhưng mà không có chim là em không có quay được em ha. Là mình quay đi quay mà đi bẫy mà không có chim cũng là vô nghĩa nè. Nên là không có đăng bẫy chim luôn. Mà đang chia sẻ nè. Bữa nay em đi cầm mấy màu đi bẫy em ơi. Mà không về nè. Đi chạy quá, bữa nay chạy quá chiều tối luôn. Bốn con này đang ưu tiên nè ha. Để em quay một số con nữa coi cho anh em xem coi. Mấy này thì chia sẻ cho em 5 sợi con em ha. 5 sợi con. Anh em đi. 1 và 2 nè. 3 4 nè. Câu chuyện này nè em ha. Cái lô này khá là lâu nè mấy. Phải 2 tháng mấy lồng, 3 tháng lồng anh em ơi. Còn những này lâu hơn nè. Này lông mới anh em ha. Thật sự là chim nhà nó lông hay lông nhiều quá chứ em không nhớ con nhậu nào em đo nó lại lên em chứ thật sự bên này anh em biết là nó phải anh em nuôi đơn giản mã dạng vậy nè em. Đúng không? Này cái mấy tháng luôn chừng lại nó lông rồi em để rồi nhiều quá em không nhớ con nhậu nào anh em. Thật ra em nói thời gian chứ thật sự là có thể hơn anh em ha. Mình nhìn nhận rồi thế anh em mình đã quyết định nữa ha. Chứ còn tùy trong túi anh em mà đâu ai mà có thể nào mà quyết định giùm em được đâu. Anh em cảm thấy mình con đó nó vừa mắc mình thì là ok đấy. Em vậy nè, đi mua chim vậy nè, nó vừa mắc em đi là mắc hơn một hai sĩ cũng không quan trọng nè, miễn sao là mình thấy mình vừa bụng rồi đó mình mới dễ chơi em ha. Chứ còn chim mình không vừa bụng rồi cho mình chơi cũng không được anh em, thực sự là vậy em ha. Chim này quá đẹp nè, mà em bóng này nè. Ok
Còn đây cũng là một con năm sậy anh em ha. Nhưng con này đặc biệt cái là nó cứ đuôi dảnh nha anh em. Cái đuôi nó dảnh dảnh ngược anh em ha. Đuôi xèo dảnh chứ nó không có cúp gì nè. Cái này con nó chạy ghê, chạy cầu ghê nè. Con mới nha anh em. Con mới tinh luôn. Chạy ướm luôn anh em ha. Em có cái tật em ưa cho ăn nhấp miếng sắc tố nè. Cho thanh long cho nó dễ nè. Nên con nào nói ngực dần ôm anh em ơi. Con này anh em có đuôi xè anh em ha. Con này thì nết nó xè đuôi anh em ha. Nó xè đuôi với lại một phần nữa là nó như dảnh đuôi chứ không cúp đuôi. Còn nè, con này nè. Thấy chưa? Những con này là anh em đảm bảo anh em về đuôi lên anh em ơi. Chứ không có đường nào ấy. Con chuyền thì quá đẹp nè. À, anh em thấy hình thích thú không nè. Tự con dài đầu ngực nở không. Cái này là chim nữa ha. Chim mới này, mới đem xuống này nè. Đã giữ nhận không? Con truyền nè, truyền chém lần này nè. Con này bữa nay chém nha nè. Con này thì cũng năm sậy luôn nha nè. Con mà lông mới đuôi dảnh này nè, năm sậy nè. Anh em có đuôi xè đây, mà xè nó xè cứng nè. Chứ nó không ship anh em ha. Mà đuôi dảnh lên. Lông mới đẹp lắm anh em. Đuôi nó không ship đâu. Ok nè ha. Con chim mua đẹp hơn nè. Nè coi cái hình này nè. Quá đẹp thêm nè. Rồi chị nè thì em nghĩ có sơ sở vài con cho anh em ơi. Cho anh em tham khảo với anh em ha. Anh em nào có muốn chơi năm màu thì đấy, anh em alo cho em nhé. Anh em mình tương tác cho luôn nữa ha. Anh em có đam mê chung đam mê với em thì anh em ký lên anh em ha. Để anh em mình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm anh em ha. Để em quay video lên anh em thể cùng em đi trải nghiệm đi bẫy chim anh em. Rồi mình tuyển bỏ anh em ha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo anh em ha.